Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một ruby anh em ạ. Nhầm, vàng mình còn ít thôi nhưng ruby mình đang rất là nhiều nha. Thì hôm nay mình sẽ mua tất cả các vị tướng ở trong đây luôn. Đây, đầu tiên mình sẽ mua Toro này. Ok chưa anh em? Đấy, Toro xong tiếp tục là đến Mgaga này. Ngon chưa? Và mình mua luôn vị tướng Kai. Đây là một vị tướng mid luôn nhá. Toro là vị tướng SB rồi. Đây là Gidu là vị tướng SB này. Phải là hai vị tướng SB mà hai vị tướng SB và hai vị tướng top anh em ạ. Mid anh em ạ. Đây mình sẽ sử dụng cái gói nhân đôi vàng này. Đấy. Nhân đôi điểm kinh nghiệm anh em. Chết hôm nay lúng mồm nói toàn sai anh em. Bây giờ mình sẽ quay ra nhá. Chín rồi anh em ơi. Làm sao nào? Lâu rồi không chơi SB cho anh em xem nhỉ. Như là ở mấy video trước mình mới chơi SB cho các bạn xem. 8 người sẵn sàng rồi. Thiếu 10 người anh bạn ơi. Mở ra ga nào. Cũng mở ra rồi. Tôi đi rừng nào. Drasi đi rừng à. Ở trận đấu này mình sẽ chơi Mgaga nhá. Có tướng mới cái là phải test luôn như dùng combo của đồ của các bạn. Đây là một vị tướng dùng độc rất là ghê của bộ đồng phục đẹp của các bạn này. Tiệc bánh kẹo bộ đồng phục rất là đẹp nhé. Có những bộ đồng phục rất là hoành ngăn tráng luôn. Nhưng mà mình chưa có bộ đồng phục này. Chưa có bộ nào luôn. Vâng, vậy đã vào trong phòng trò rất là nhanh. Quản tướng nhanh quá. Và đội hình của team mình thì có Drisi này, Drasi các bạn ạ. Và Mgaga này, Alan này, Van Hel, Theonat, 2 AD, 1 top, 1 rừng, 1 phép. Team bạn nó Triệu Vân, Van Hel, Malok, Laurier và Mina anh em. Team bạn này có SB, Mina. Các bạn cùng xem mình thả độc nha các bạn nha. Mở ra thả độc này. Đúng rồi, tôi yếu nha anh em, tôi đông anh em ạ. 5 người là đông anh em nha. 5 người cũng gọi là đông rồi đấy. Dùng độc phát nào. Vì cái thành phần dùng độc này cứ phải gọi là thả độc cho các em bạn. Ngấm độc luôn chưa đi anh em. Ngấm độc chưa chừa luôn anh em ạ. Ngấm độc chưa anh em. Ui dồi ôi, Laurier hồi máu liên tục luôn anh em. Laurier chết rồi. Biết ngay anh em. Quá nhẹ nhàng. Tình cảm luôn. Mình đoán là bọn này đang ăn bộ xanh. Ủa nằm mất rồi anh em. Ngon mất rồi anh em nha. Rồi xuống đường rồng này hỗ trợ anh em này. Ui hồi đồng mà anh em ơi. Đồng lắm anh em. Ôi cái thằng tèo nát này. Mày cướp của dành của anh. Anh thả độc thế mà lại không ăn được nó anh em ạ. Lại tèo nát cho mình ăn nhá. Ui anh em ơi mới có phút thứ nhất thôi. Mà tem bạn đã là 6-0 rồi. Em mình ăn 6-0 tem bạn rồi. Ôi giặc tội hình như quá anh em. Gặp đội hình tem bạn yếu đuối quá rồi. Nào. Lau liều với chúng tôi rồi bạn. Đây bạn ơi. Đây sợ gì. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu bạn ơi.
anh cái đi đường là cái bùa anh ơi, chùa Vạn Linh ấy, ý là đường một đường đảo ở chùa Vạn Linh, một đường đảo và hai cái đường mà rồi cái thằng đờ ra si này thằng này láo quá anh em ạ, đi thẳng cái từng chị bùa xanh của mình láo quá đấy, mày láo nha láo nhau đi. À đúng rồi, anh lắp cái hai cái cục mà mày láo nha láo nhau đi, gọi là thu wifi đây. Mày lau nhà lau nhau, mày lau nhà, ui ôi gọi điện anh em. Ôi rồi ôi lau rêu tem bẩn, đúng là chảy quá là ghê gớm luôn. Chạy em cũng không chạy được. Lau rêu tem bẩn, muốn chạy em không chạy được anh em ạ, khổ thân. Quá là khổ cho lau rêu tem bẩn. Đó, cái thằng Văn Heo đây này. Văn và Heo đấm đầu các bạn ơi, mạnh quá luôn rồi. Nào lau đi ơi, nào lau đi ulti à, lau đi ulti à bạn. 17-0 anh em ạ, đang đánh cái gì đây anh em. 4-0-4 thôi, mình không bắn nữa đâu em, mình không đánh nữa anh em ạ, mình về đây. Úi, máy mình rồi các bạn thấy không, bạn nhìn thấy mình bút chưa nào, vút chiêu mà nó có chạy đâu. Ôi bạn Heo ơi, đẩy trụ gì mà sớm thế, đẩy trụ gì mà sớm thế. Ui dồi anh em, bạn Heo chết này. Đấy nào, Mina nào. Wow, Mina ăn bạn Heo mình nhá, đùa đấy. Láo nháo này. Ai gì ở lao nháo. 21-1 anh em ạ. Hôm nay anh em đang đánh giữa Triệu Vân chạy với đâu chứ anh em. Không chạy được anh em ạ. Không chạy em khó chứ đùa đâu. Rồi dù hết bana nhá, hết bana anh em, khó chịu thế nhỉ. Rồi bây giờ mình hết bana, mình về các anh em ạ, rừng tem mình ăn bùa xanh nhá. Cái thằng The River này, The IC này, bỏ tíu mồm này anh em. Nó toàn nó dùng trừng trị nó đi ăn bùa thôi, nó không để bùa cho mình anh em ạ. Nó không để bùa cho mình à, mình hết mana đấy anh em thấy không. Cái bit này rất là cần mana nha. Nó cứ cậy nó có trừng trị, nó đi rừng trừng trị ấy là nó không nhường mana cho ai rồi. Cứ thế là nó oánh rồi, cứ thế là nó cướp rồi. Úi kìa, máy của mình rồi. Úi kìa, Mina Mina lại lên sàn này các anh em. Ồ win anh em ạ. Trận đấu đúng là đấy cũng có một đường là win mất rồi. Win sớm quá anh em ạ. Trận mình nó mạnh quá. Không ngờ mùa giải mới mà lại gặp những cái tem yếu thế này. Không được anh em nhá. Cứ gặp những tem yếu thế này lên hạng cực kỳ nhanh luôn. Không mất thời gian mà lên hạng rất là nhanh. Ok, bây giờ lại mang về cho mình và đồng đội mỗi người một sao. Được luôn. Vậy là chưa được hai sao anh em. Chỉ được có một sao siêu thần á, trận đấu này mình được siêu thần anh ạ. The IC này được MVP anh ạ. Jinny cứ dùng trực trị cướp bùa xanh của mình. Thăng cấp anh em nhá. Và nhận là vị tướng Grack đấy. Đây là vị tướng SB. Giải mã ăn 2 mạng. Quay về sánh này. Vâng, vậy là video mình đây tạm dừng. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc các bạn xem video mình vui vẻ. Bye bye các bạn. Bye bye.